Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục cái phần tự học asset cơ bản. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo thái bồ thủ công trong asset. Thì để dễ hiểu, mình sẽ lấy một ví dụ mình đang quản lý nhân viên bằng một cái file Excel. Cái sheet thứ nhất các bạn là sheet nhân viên, thì nó gồm những cái cột mã nhân viên, tên nhân viên, mã phần ban, hệ số lương và lương cơ bản. Sheet thứ hai là sheet danh sách phần ban. Đây các bạn. Và bây giờ giả sử bạn không sử dụng Excel để quản lý mà bạn chuyển sang Asset, bạn làm một cái phần mềm bằng Asset để bạn quản lý, thì bạn sẽ thiết kế table như thế nào với những cái sheet trong Excel như thế này. Trước tiên các bạn hãy khởi động Asset lên cho mình nghe. Tiếp theo các bạn hãy click vào Blend Database. Tiếp theo bạn đóng cái này đi. Rồi bây giờ mình sẽ mở file Excel lên này, gồm có những cột là mã nhân viên, tên nhân viên, mã phần ban. Rồi mình sẽ làm y như vậy nghe. Thì mỗi sheet mình sẽ tạo ra một cái table. Các bạn hãy vô phần create cho mình nghe. Sau đó các bạn hãy vô phần table design. Còn cái phần table này mình đã nói ở video trước. Rồi các bạn vô table design cho mình. Rồi đây là các bạn để ý này, field name và data type. Thì field name là cái gì? Field name chính là cái này các bạn, là tên cột đây, mã nhân viên đây các bạn. Rồi các bạn hãy nhập vô đây cho mình, mã nhân viên. Nhưng ở bên này các bạn nhập không dấu cho mình nghe, mã nhân viên này. Lý do tại sao là mình không nên đặt tiếng Việt ở trong cái field name này thì mình sẽ giải thích ở những cái video tiếp theo. Rồi tiếp theo các bạn, cái data type thì ở trong này rất là nhiều, short test, long test, number, kiểu ngày các bạn này, kiểu tiền tệ này, kiểu số tự động tăng, kiểu có hoặc không, còn gọi là yes hoặc no đó, kiểu nhúng file các bạn, nhúng một cái đối tượng nào đó, hoặc là kiểu liên kết. Liên kết này thì gồm có email, liên kết website. Kiểu attachment là một kiểu đính kèm, mình có thể lưu một cái file Word hoặc là một cái file PowerPoint vào asset đó, nó rất là hay các bạn. Kiểu tính toán và kiểu liên kết dữ liệu, thì cái việc sử dụng chi tiết như thế nào mình sẽ trình bày ở video tiếp theo. Bây giờ thì mình sẽ chọn cái phần short test, bởi vì mã nhân viên là một kiểu chữ các bạn. Short test là một cái văn bản ngắn các bạn. Bởi vì nó có hai loại này, long test là rất là nhiều các bạn. Short test ở đây là độ rộng ký tự. Ví dụ như mã nhân viên thì thường mình lưu cỡ 20 là vừa rồi các bạn. Nó rất là ít, hoặc là 50, cái ký tự nó đếm như thế nào. Mình ví dụ như trong Excel các bạn, thứ nào đây là NV01, có nghĩa là 4 ký tự. Đó là các bạn chỉ cần nhập số 4 là được đúng không? Nhập ở đây là số 4 được này. Nhưng mà để cho nó rộng rộng chút thì các bạn nhập 50. Rồi tiếp theo các bạn, tên nhân viên, đúng không ạ? Rồi tên nhân viên thì mình để là cỡ 150. Tiếp theo mình có cái gì? Mã phần ban, hệ số lương và lương cơ bản. Mã phần ban, rồi vẫn là short test các bạn, mình để là 150. Hệ số lương thì hệ số lương là kiểu số các bạn. Kiểu số thì mình sẽ chọn number. Đây các bạn. Và ở dưới này chú ý, các bạn tích vô này, nó còn nhiều kiểu nữa. Rồi các bạn, bởi vì đối với hệ số lương đó là số lẻ các bạn, nên là các bạn cần phải chọn kiểu double cho mình nghe. Đó. Tiếp theo lương cơ bản. Lương cơ bản các bạn thì mình vẫn chọn là kiểu số, đúng không ạ? Rồi mình chọn long integer là được. Rồi tiếp theo các bạn lưu cho mình một cái nghe. Rồi các bạn đặt là TB nhân viên. Rồi các bạn ok cho mình. Bây giờ nó hỏi là bạn có muốn tạo khóa chính hay không này. Đó, bởi vì phần khóa chính này rất là nhiều nên mình sẽ trình bày ở video tiếp theo. Các bạn nôi cho mình nghe. Rồi thoát các bạn. Rồi bây giờ sheet tiếp theo là phần ban. Rồi mình sẽ vô asset nghe. Mình vô grid nghe. Mình vô table design. Các bạn ghi cho mình mã này, phần ban. Rồi mã phần ban bên kia mình chọn là 50 đúng không ạ? 50. Rồi tiếp theo là tên phần ban. Rồi các bạn nhập cho mình 150. Rồi các bạn lưu cho mình cái, các bạn đặt tên là TB phòng 3. Đây các bạn. Ok. Rồi có hỏi tạo khóa chính hay không, no cho mình. Rồi bây giờ mình sẽ nhập liệu các bạn nghe. Mình sẽ mở nhân viên lên này. Rồi để cho nhanh ấy, mình copy qua cho nhanh. Rồi, các bạn xem này, copy từ đây nghe, kích chuột phải nghe, copy. Mình qua bên asset các bạn, mình tích chuột vô đây các bạn, kích chuột phải, dán vô cho mình cái. Đó các bạn thấy rất là hay chưa? Ok đúng không? Rồi vô phần ban này, mình chuyển qua Excel, chuyển qua cái sheet phần ban, bôi đen những cái vùng này các bạn, kích chuột phải, copy cho mình,
chuyển của asset. Kích chuột vào đây các bạn nghe, kích chuột phải này, dán này, yes cái rồi, như vậy các bạn thấy chưa, dữ liệu đã được chuyển vào đây. Đó, rất là nhanh. Thì đó là toàn bộ cách để mình thiết kế một table. Video tiếp theo mình sẽ trình bày với các bạn về vấn đề khóa chính này. Rồi tiếp theo là vấn đề lookup các bạn. Lookup dữ liệu như thế nào? Nó giống như trong Excel, nó có hàm về lookup. Đó thì thường mình sử dụng cho ví dụ như cái cột mã phần bang này. Đó, nó sẽ lookup bên cái table này các bạn. Nó lấy dữ liệu sao? Rồi xin cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ đăng ký kênh để theo dõi những bài học mới nhất về tự học asset cơ bản của mình. Mình là Nhật, chuyên dạy làm phần mềm thực tế bằng asset.